Sao vậy? What the f**k? Ủa sao sao máy bị sao vậy? Hello chào anh em và chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình hai em mình mới nghĩ ra một trò chôn gọi là cúp mạng máy chủ net. Đấy, cúp mạng máy chủ của ông anh chúng tôi thôi, cúp mạng của máy kia chắc đập chết. Nên bây giờ chúng tôi xe chân chúng tôi vô trong để cúp mạng máy chủ. Trời ơi, solo đồng đoàn rồi. Trời. Thì niên rất là chỉ trâu khi đang trong tranh đồng đoàn. Bạn có thấy dàn máy 50 củ, hai màn hình cực khổ. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ vô trong và rút cho mẹ nha anh em. Vô. Thanh niên đang nạp tiền. Thanh niên đang rút cho mẹ. Rồi chết cha, rút chưa? Rút chưa thanh niên, rút chưa? Rồi rút cho mẹ rồi, rút cho mẹ rồi. Chết. Bắt tay nhau rồi. Thanh niên đập chuột. Mặt mẹ thanh niên tưởng mặt mẹ rồi. Đang đồng đoàn rồi khác đúng không em? Đang rút mạng nữa rồi em. Rồi lại bị hỏng mạng nữa rồi. Thiên miên ghiền em. Cây cố. Tròn rất là ác. Thanh miên. Mày đâu bên dưới hỗ trợ tao này? Tao nó lắc khỏi mẹ lắm. Lắc quá. Lắc ơi. Bà rút rồi đâu. Ất chê lắm rồi. Rồi chết chát. Đập bàn phím anh em, đập bàn phím. Chết. Lại bị đứt trên mạng rồi. Chơi game gì vậy? Anh chơi game gì vậy? Thằng la thế. Leo lên đồng đoàn này. Sao lại mất kết nối? Vì sao? Đang thử kết nối lại hả? What? Như này. Chắc do máy anh cùi quá cùi cái nó hỏng vậy sao? Mẹ mày mới xài 2 tháng vui mày. Thế này mà bán lại cho em mua lại cho. Mày mày được không? Mày trả được giá của nó luôn á. Mày cái kia thì nháy rồi. Đập mẹ luôn đi anh. Tao đập luôn. Nó không có tao ra gì cả. Bắn nó luôn. Tao bắn. Ô sao chịt. Đúng rồi, bắn tim. Cắn nó. Và...
sao vậy? Ủa sao máy ánh bị sao vậy? Mày đi chơi game đi. Nó nhiều quá. Nóng mày ạ. Coi xíu thôi em đi chơi game đây. Đi lại đi. Đập vào phím luôn, đập vào màn hình luôn. Mày hay chưa nào? Đập vào hình luôn. Đập một màn hình rồi. Đó lại đúng. Hai chị mà lái chạy. Chưa qua khỏi cái rank đồng đàn cho nên thanh niên rất là ức chế. Nát mẹ cái bàn phím này anh em ơi. Làm gì mà đập bàn phím dữ vậy anh? Đây. Làm gì mà đập bàn phím ra vậy? Nếu đánh đồng mình vô thoát được cái đánh đồng. Xe màn hình nhà tôi hết rồi. Cho. Cái gì mà nhiều bọn em vậy? Thiên đình đang cay nha anh em. Mẹ anh củi lắm, anh cứ coi lại cái CPU cho thử. Thử nó có hư cái gì không? Bóc đập tùm lum hết. Máy đều thế, anh chị là không lên được nổi bạc, phải rồi. Anh chủ quán, anh coi lại cái CPU, coi dây mạng rồi sao. Nhìn máy thì cũng được đấy. Anh coi. Thanh niên đồng đoàn, chết. Bọn em thề là nãy giờ bọn em ngồi chơi không, em ngồi em bấm máy tính không ấy. Alo. Mày cũng hút cái đó đây hả? Đâu rút đâu. Alo. Thằng gọi đó nãy giờ nó rút ra. Mua một đèn lại trong chủ nét không giết á. Bỏ ơi, giờ đi mua ơi. Cái mới, tao không sửa nữa. Mày phụ tao đấy. Tao không phải anh em này, tự đi sửa đi. Tự đi mua cái mới, tao chở tao bỏ tiền xăng cho. Mẹ, lâu nay thằng xin chôn giờ mình đã chịu. Tao đâu có rút đâu, tao quay không à. Đây, đi mua. Mẹ. Anh lại đưa anh nữa. Từ từ, khoan, đại ca. Hôm nay em về là mua phim, đảm bảo không hàng đập hộp nhưng mà thành lấy lại cũng rất là đảm bảo chất lượng cao. Chất lượng hơn bản phim hay màn hình cũ quá. Mày đập cố rồi mày, giờ mày mua còn phim về mày trả bản phim. Phim cơ anh. Em có đập đâu. Nói mày thôi đi. Lắp lại vậy. Rep không được, chết cha anh hơi quá. Cũng có mới lắm rồi, đặt được. Đặt cái đó. Có nhanh, không phải đặt được. Cũng nhanh. Em được. Mày không biết. Mày biết. Mày biết. Mày biết. Mày biết.
lỗi rồi. Anh em có thấy bình thường có đẹp đâu mà. Trời ơi, anh nói đẹp. Đấy, bao đấy, đẹp thấy gì chưa? Bao đẹp luôn, bao đẹp, bao chất, bao đen rồi anh. Ồ. Anh không kiến. Phun mới anh. Chị thế. Sao anh, bọn em đã đền cho anh là phải đền gọi là gấp đôi. Tại đại ca hỏi gì vậy? Được. Lần sau mẹ cố gắng đập luôn cái máy đấy cho tao nhá. Lần sau thì mẹ mua một tặng cái đẹp hơn đó nhá. Thôi. Nhá. Lần đầu như lần cuối anh lần sau chắc không dám cho anh gì nữa. Không có tiền đền đó. Anh em nãy giờ đã xem hết clip rồi đấy. Cái đoạn cuối mình là mình một pha tròn rất là ngu, tròn anh chủ nét rất là ngu người. Mất một nhá tiền phải này. Phím anh chủ nét nóng tính quá, tính tròn cho vui xíu mà mất anh một mớ tiền. Đập luôn cả phím, đập luôn cả màn hình. Màn hình này. Thấy chưa? Thấy chưa? Thật chứ anh em là sao đừng có trôn mấy cái thứ mà ngu người tắt mạng thế này anh em. Tối nay sẽ không có tiền để bèo gái ăn gì nữa đây. Trôn cái gì thì trôn cho to, cái này thôi, cái này nhỏ không trôn nữa. Thôi bye anh em. Mà anh em coi xong clip thấy nếu thấy vui thì nhớ like, subscribe kênh anh em, chia sẻ cho mình để mai mốt mình có điều kiện mình làm clip cho đại ca nữa, cho nó chủ nét nữa. Chứ trôn như thế này mà không có gì kinh phí thì lần sau ai dám trôn. Thôi chào anh em nha.